Cuối giờ chiều nay, Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các đơn vị địa phương để tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trong ngày, Đà Nẵng ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1 ca cách ly tập trung, 1 ca trở về từ vùng dịch và 1 ca cộng đồng. Ca cộng đồng phát hiện là công nhân ở tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, làm việc tại công ty Matrix, khu công nghiệp Hòa Khánh, có triệu chứng nên đến khám, test nhanh tại trạm y tế phường. Bệnh nhân trước đó được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ và âm tính vào các ngày 1 và ngày 9 tháng 9. Lực lượng chức năng đã truy vết lấy mẫu xét nghiệm hơn 750 trường hợp liên quan. Trong đó, qua xét nghiệm, 238 F1 đã xác định một trường hợp dương tính. Ngoài ra, 522 trường hợp khác là F2, F liên quan cũng được xác định và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tất cả đều âm tính với chủng virus này. Ngoài 3 ca bệnh trên thì có một trường hợp tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu đi khám bệnh thì test nhanh dương tính và hiện đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý tình hình dịch vẫn đang phức tạp với nguy cơ cao, vì vậy không được lơ là, chủ quan, đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân thực hiện tốt 5K, tăng cường kiểm tra, xử phạt các vi phạm. Buổi sáng sớm mà đi mấy cái quán ăn, mấy quán bánh mì đó, là bây giờ nói là giãn cách, chứ còn bây giờ là giang dây thì giang dây, chứ đứng tập trung đông lắm, đứng tập trung đông lắm. Thì cái này tôi thấy là cái việc xử phạt mình cũng còn rất là ít, thì đề nghị các đồng chí cũng phải quan tâm cái việc này. Chúng ta tạo điều kiện, chúng ta cho phép, nhưng mà cũng phải tuân thủ trong quy định. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều tra dịch tễ, truy vết. Các phương án khôi phục lại thêm một số hoạt động cần tính toán kỹ, đảm bảo phù hợp. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, siết chặt các chốt kiểm soát ngay từ khu dân cư cũng như các chốt cửa ngõ ra vào thành phố. Khi mà chúng ta kết quả chúng ta cũng đạt được một số cái thì bắt đầu thì chúng ta cũng thấy cái chủ quan. Và cái việc mà kiểm tra kiểm soát của chúng ta thì lại là gần như rất là ít. Các cái chốt của chúng ta, chốt từ khu dân cư nữa đấy, thì bắt đầu cũng thấy cũng bắt đầu là cũng dễ dãi hơn. Cho nên là đề nghị các địa phương, lực lượng công an, chúng ta tiếp tục phải là làm tốt cái việc này nữa hơn nữa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân có các triệu chứng ho sốt cần liên hệ trạm y tế để được can thiệp phù hợp. Các phương án để nới lỏng giãn cách đang được thành phố xem xét phù hợp căn cứ diễn biến dịch bệnh. Đề nghị quận Hải Châu và Liên Chiểu tập trung xử lý các ca bệnh mới phát sinh, ngăn chặn dịch lây lan.